cho người sành điệu. Rau câu trái cây Bidrico vừa dai vừa giòn với nhiều hương vị trái cây như cam, dâu, vải, dưa gang, khoai môn. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 do công ty Tân Quang Minh sản xuất. Sơn móng tay Cẩm Tú Darling bào chế theo tiêu chuẩn châu Âu cho sản phẩm bóng bền mau khô, mẫu mã đa dạng, hàng Việt Nam chất lượng cao, Emco, kem xóa vết nhăn và thâm quầng mí mắt. Bào chế bằng tinh chất từ sữa và những tinh chất trích từ dược thảo, giữ được nét trẻ trung và tươi sáng cho khuôn mặt. Nguyên liệu ngoại nhập, sản xuất bởi công ty dược Thiên Khánh. Kem Lacto Plus Baby, giải pháp nhẹ nhàng, tinh tế, hiệu quả chống tổn thương trên da bé thơ, làm mịn da một cách dịu dàng, không ngứa xót, không nhờn, giúp da bé luôn thoải mái. Sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Võng xếp trường thọ, đa dạng về chủng loại, kích cỡ, chất lượng cao, phù hợp cho mọi đối tượng. Chúng ta đã thấy hàng hóa trong siêu thị may mắn rất phong phú đúng không nào? Và bây giờ hãy sử dụng 1 triệu đồng để mua sắm. Chúng ta cùng đếm. 1, 2, 3, bắt đầu! Ôi ta đi mua sắm nhiều quá, mua sao cho thật chính xác giá. Nào là hàng, nào là quá đủ mọi thứ sản phẩm cho sinh hoạt gia đình. Nào thời trang, nào điện tử, nào mỹ phẩm, nào tiện nghi. Bao gian hàng rộng lớn từ đỉnh cao đến dưới đất, từ bên trong ra đến ngoài. Nào chọn đi, nào chọn đi. Chọn đi nào các bạn ơi. Ai mua tài thế? Đi siêu thị may mắn. Mang về những niềm vui. Và đi siêu thị may mắn, mang về những niềm vui. Chúng ta sẽ bắt đầu tính tiền cho phần đi siêu thị của bạn Ngọc Hân. Bạn đã mua một bộ kềm nghĩa 95.000 đồng, một lon nước ngọt Bidrico 4.000 đồng, 6 hộp kem xóa nếp nhăn Emco của công ty dược phẩm Thiên Khánh 690.000 đồng, một gối cao su Vạn Thành 209.000 đồng. Tổng số tiền mà Ngọc Hân đã mua sắm đó là 998.000 đồng. Xin chúc mừng bạn. Xe hàng đã thuộc về bạn, xin chúc mừng. Và bây giờ là phần tính tiền cho chị Yến. Không biết chị Yến đã mua những gì nào. Hai bộ nồi của nhôm inox Kim Hằng tổng cộng là 590.000 đồng, một hộp Panadol cảm cúm 100.000 đồng, hai áo mưa của dạng đông 76.000 đồng, và một thùng mì Vi Phong ngon ngon 60.000 đồng. Chúng ta thử xem số tiền mà chị đã mua sắm nha. 826.000 đồng. Rất đáng tiếc, như vậy xe hàng này chưa thuộc về chị rồi. Bây giờ chúng ta cùng tính tiền cho anh Quốc Cường. Anh Quốc Cường đã mua 3 chai nước tương của thực phẩm chay Âu Lạc 13.000 đồng một chai, một lốc nước Yến Ngân Nhĩ của Bidrico 24.000 đồng, một bộ nồi Kim Hằng 295.000 đồng, một thùng mì Vi Phong ngon ngon mì kim chi 60.000 đồng, và một chiếc kềm nghĩa 68.000 đồng, một chiếc gối của nệm Vạn Thành 209.000, và tổng số tiền mà anh đã sử dụng là 904.000 đồng. Rất là đáng tiếc, thêm một chút xíu nữa thôi anh đã sở hữu xe quà này rồi. Nhưng không sao, anh đã có thật nhiều niềm vui khi đến với siêu thị may mắn. Sau vòng thi này, các thí sinh của chúng ta đã đạt được những số điểm như sau. Bạn Ngọc Hân đã mua sắm đúng trong phạm vi cho phép và giữ nguyên số điểm. Số tiền thưởng dành cho bạn là 1 triệu đồng và bạn được nhận nguyên một xe quà. Người thứ hai là chị Yến, mua không đúng trong phạm vi cho phép và chị bị trừ mất một nửa số điểm. Giải thưởng dành cho chị là 500.000 đồng. Và anh Cường cũng như vậy, giải thưởng dành cho anh Cường là 500.000 đồng. Ngoài ra, ba thí sinh còn được nhận phần quà của đơn vị tài trợ, đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Xin chúc mừng chị Ngọc Hân đã là người chiến thắng để có mặt trong vòng 2 của chương trình Siêu Thị May Mắn. Quý vị khán giả thân mến, mỗi khi có dịp tới siêu thị là mình sẽ phải theo dõi, cập nhật thông tin các giá cả hàng hóa cho chương trình Siêu Thị May Mắn. Bây giờ thì như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi dành cho khán giả truyền hình của chương trình Siêu Thị May Mắn. Và tôi sẽ công bố đáp án cũng như kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Quý vị khán giả thân mến,
ở thành phố Hồ Chí Minh có một con phố chuyên bán các đồ cổ và đồ giả cổ. Người ta có thể tới nơi đây để tìm mua những đồ có từ năm 1920-1930, những món đồ mà bên cạnh nó có rất nhiều những câu chuyện lịch sử. Đó chính là con phố Lê Công Kiều. Và xin chúc mừng những vị khán giả nào đã chọn đáp án phố Lê Công Kiều. Trong tuần vừa qua đã có 4.657 khán giả gọi về cho chương trình, trong đó chỉ có 3.281 khán giả đưa ra câu trả lời chính xác. Với con số dự đoán gần chính xác là 3.232 và gọi về vào lúc 20:39 ngày 29 tháng 7 đã giúp cho chủ nhân của số điện thoại 0918211849 đã trở thành người chiến thắng và sở hữu giải thưởng là 2 triệu đồng. Chúng tôi cũng đã liên lạc với số điện thoại này nhưng rất tiếc không liên lạc được. Và chúng tôi gọi thêm 5 số điện thoại kế tiếp nhưng cũng rất đáng tiếc cả 5 chủ nhân của số điện thoại đều không sắp xếp để tham gia quay chương trình siêu thị may mắn được. Thật là tiếc phải không nào? Nhưng không sao, còn tuần này nữa mà. Và quý vị nếu mà người may mắn hãy cố gắng sắp xếp để đến với chương trình siêu thị may mắn nhé. Giải thưởng cực kỳ hấp dẫn đấy. Và bây giờ thì tôi sẽ công bố câu hỏi của tuần này và quý vị nhanh chóng trả lời nhé. Câu hỏi số 1 đó là: theo bạn, món bánh nào là đặc sản của Tiền Giang? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là bánh cống, đáp án số 2 là bánh giá và đáp án số 3 là bánh pía. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi. Và dĩ nhiên còn câu hỏi thứ hai, có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Đây mới là câu hỏi vô cùng quan trọng. Và nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 với nội dung tin nhắn như sau: STMM khoảng cách, X khoảng cách, Y, trong đó X tương ứng với đáp án 1, 2 hoặc 3 ở câu hỏi số 1 và Y là số người có cùng dự đoán với bạn ở câu thứ 2. Vô cùng đơn giản đúng không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa nhỉ? Hãy nhấc máy điện thoại lên ngay, gọi về cho chúng tôi để sở hữu những phần quà cực kỳ hấp dẫn của chương trình. Trước tiên đó là 2 triệu đồng tiền mặt. Quý vị khán giả thân mến, một thông tin đặc biệt mà tôi muốn chuyển tới quý vị đây. Nếu như quý vị muốn trở thành thí sinh của chương trình siêu thị may mắn có mặt trong trường quay thì ngay ngày mai hãy có mặt tại công ty Cát Tiên Sa nằm bề Nguyễn Đình Chiểu để nhận đơn đăng ký tham gia chương trình và chúng ta sẽ có cơ hội trở thành thí sinh của chương trình siêu thị may mắn. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Nào, nhanh lên, hãy cùng đến với chúng tôi. Sau vòng thi thứ nhất, người chiến thắng sẽ có mặt ở vòng 2 của chương trình và chúng ta cùng tìm ra thêm 2 vị khán giả may mắn nữa. Đó là ai? Thí sinh nào sẽ tham gia vòng thi nào đây? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm của công ty bánh kẹo Việt Nam và thí sinh thứ 2. Đó là thí sinh có sản phẩm của SG Disco. Chúng ta cùng nhau đến với vòng 2 của cuộc thi. Và người chiến thắng là bạn Ngọc Hân, tiếp tục có mặt ở vòng thi này. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm quen với 2 thí sinh mới. Xin mời chị. Tôi tên là Trần Thị Ly, tôi đến từ 718C, đường Hùng Vương, phường 3, quận 6. Tôi rất vui khi được tham dự chương trình này. Và bây giờ thì xin mời người thứ hai. Xin chào quý khán giả và xin chào Quốc Bình. Tôi tên Trần Hữu Hoàng, hiện công tác tại công ty vận tải và thuê tàu biển ở quận 4. À, tôi rất vui được tham dự chương trình siêu thị may mắn, vui là chính. Xin quý khán giả ủng hộ chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào trò chơi có tên gọi Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Trên sân khấu của chúng tôi có không gian của 3 căn phòng. Chúng ta hãy theo dõi xem đó là 3 căn phòng gì. Sau đó chúng ta sẽ rút thăm để lựa chọn, mỗi người sẽ phụ trách một căn phòng. Chúng ta phải đi lựa chọn những sản phẩm để đặt vào trong căn phòng của mình thật hợp lý. Mỗi căn phòng đặt 4 sản phẩm. Mỗi sản phẩm để vào đúng, các anh chị sẽ được cộng 250 điểm, nhưng đặt sai sẽ bị trừ mất 250 điểm. Và chúng ta cũng chỉ có 2 phút để thực hiện công việc này thôi. Bây giờ thì xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng theo dõi xem 3 căn phòng của chúng tôi. Đầu tiên đó là một gian phòng ngủ với nệm ấm chăn êm, là nơi mà chúng ta sẽ thư giãn sau một ngày làm việc để chúng ta có một tâm trạng thật sảng khoái. Và bây giờ chúng tôi muốn xem căn phòng thứ hai. Căn phòng thứ hai đó là một căn phòng cách, thiết kế thật là đơn giản nhưng lại rất hiện đại và sang trọng, là nơi để chúng ta có thể tiếp đãi bạn bè. Và bây giờ chúng ta cùng xem căn phòng thứ 3.
là một căn phòng bếp rất hiện đại. Đây là nơi mà các bà nội trợ sẽ thỏa sức để nấu những món ăn ngon cho gia đình của mình. Bây giờ thì xin mời ba thí sinh cùng rút thăm để lựa chọn cho mình một căn phòng nào đó. Xin mời. Anh hãy xem căn phòng của mình. Anh là phòng bếp số 3, chị là phòng khách số 2 và bạn Ngọc Hân là phòng ngủ số 1. Bây giờ thì có 2 phút để chúng ta bắt đầu công việc và ai hoàn thành trước người đó sẽ là người chiến thắng. Chuẩn bị nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Chúng ta cùng nhau kiểm tra xem các thí sinh đã lựa chọn như thế nào cho căn phòng của mình. Thí sinh đầu tiên, chị Ngọc Hân đã lựa chọn những sản phẩm gì nào? Thứ nhất đó là tạ giấy pet pet. Tạ giấy pet pet nhập khẩu từ Malaysia với chất liệu chính là hạt siêu thấm và vải không dệt, giúp luôn khô thoáng, đặc biệt bổ sung dưỡng chất aloe vera giúp da bé luôn mịn màng. Sản phẩm này đặt trong phòng ngủ là hợp lý. Như vậy thì 250 điểm dành cho bạn Hân. Sản phẩm thứ hai đó là gối Vạn Thành. Gối Vạn Thành sản xuất 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ Đức, khử mùi hoàn toàn, không bị xẹp lún. Dĩ nhiên đây cũng là một sản phẩm có sự lựa chọn chính xác. Như vậy có thêm 250 điểm dành cho Ngọc Hân. Sản phẩm thứ ba mà Ngọc Hân đã chọn đó là thời trang thương hiệu Tisem của công ty dệt may Thành Công, dành cho người năng động và bản lĩnh, được thiết kế trên chất liệu thun 100% sợi cốt tông tự nhiên, mềm mại, tạo cảm giác dễ chịu, tự tin. 11 năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Như vậy là Ngọc Hân đã lựa chọn 3 sản phẩm, cả 3 sản phẩm này đều đúng. Như vậy Ngọc Hân có 750 điểm. Xin chúc mừng Ngọc Hân. Chúng ta cùng đến với gian phòng thứ hai. Hãy xem chị Ly đã chọn gì cho căn phòng khách của mình. Sản phẩm đầu tiên chị lựa chọn đó là một hộp trà. Đúng như vậy, hộp trà là để trong phòng khách để chúng ta pha trà tiếp khách. Sản phẩm thứ hai chị lựa chọn đó là tã giấy pet pet. Chị ơi, tại sao lại để tã giấy pet pet ở trong phòng khách? Chị lộn, chị tưởng khăn giấy. Bị nhầm đúng không nào? Như vậy thì chị đã lựa chọn sai sản phẩm này. Và sản phẩm thứ ba chị lựa chọn đó là một chiếc võng xếp trường thọ. Chiếc võng xếp trường thọ thì có để được trong phòng khách không chị? Tại nhà tôi cũng hay để cái võng xếp ở phòng khách. Vâng, có thể để võng xếp ở trong phòng khách. Khi khách thì chúng ta sẽ dẹp về một bên. Như vậy lựa chọn này có thể chấp nhận được. Và cuối cùng chị đã lựa chọn là một bộ tách trà. Đúng rồi, khi đã có trà thì phải có bình để pha trà và có tách để uống trà. Xin chúc mừng chị có sự lựa chọn đúng tiếp theo. Với 4 sản phẩm chị đã lựa chọn thì có 3 sản phẩm đúng và 1 sản phẩm sai. Như vậy chị bị trừ mất 250 điểm. Chị chỉ còn 500 điểm thôi. Xin chúc mừng chị. Chúng ta cùng đến với căn phòng thứ 3. Hãy xem thử anh Hoàng đã lựa chọn gì cho căn phòng của mình. Sản phẩm đầu tiên anh lựa chọn đó là bộ nồi Fortune Đại Lợi mới, làm bằng nhôm tinh chất tiêu chuẩn Hoa Kỳ, nắp kiếng chịu nhiệt không vỡ, kiểu dáng hiện đại, sản phẩm của nhôm inox Kim Hằng. Sản phẩm này lựa chọn chính xác, anh có 250 điểm. Tiếp theo anh lựa chọn là một bộ chén. Sự lựa chọn vô cùng chính xác. Tôi đã nhớ anh đã lựa chọn bộ chén đầu tiên. Xin chúc mừng anh. Thêm 250 điểm. Sản phẩm tiếp theo anh lựa chọn đó là phấn hoa thiên nhiên của Việt Honey. Sản phẩm này giúp chống lão hóa da, làm cho da bạn luôn hồng hào, tươi trẻ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon, ngăn ngừa ung thư, điều hòa huyết áp và làm tăng tuổi thọ. Sản phẩm này cũng có thể để trong gian bếp. Như vậy là anh có thêm 250 điểm. Và cuối cùng anh đã lựa chọn là một thùng để đá. Một thùng để đá cũng có thể để trong gian bếp. Như vậy 4 sản phẩm lựa chọn đúng. Xin chúc mừng anh. Anh có 1.000 điểm cho những phần lựa chọn của mình.
Bạn Ngọc Hân thân mến, bạn lấy được 3 sản phẩm ở trong phòng ngủ của mình. Bạn còn thiếu một sản phẩm. Một sản phẩm nữa có thể đặt trong phòng ngủ, chính là chiếc võng xếp Baby Trường Thọ, được thiết kế dành riêng cho em bé với kiểu dáng gọn nhẹ, xinh xắn, an toàn, giúp bé dễ dàng có giấc ngủ sâu và êm ái. Sản phẩm này có thể đặt ở trong phòng ngủ. Còn chị Ly lựa chọn thiếu mất một sản phẩm mà có thể để trong phòng khách để tiếp khách, đó chính là thực phẩm khô ăn liền Tuyền Ký với 3 loại: thịt bò khô, thịt heo khô và khô mực, sản xuất theo dây chuyền hiện đại, an toàn thực phẩm. Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000, 11 năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, là danh hiệu hàng đầu năm 2007. Qua vòng thi này, các thí sinh của chúng ta đã đạt được những giải thưởng như sau. Bạn Hân đạt được giải thưởng tương ứng với 1.250.000 đồng. Chị Ly đạt được giải thưởng tương ứng với 1.000.000 đồng. Và anh đạt được giải thưởng tương ứng là 1.500.000 đồng. Và cả 3 thí sinh còn được nhận phần quà của đơn vị tài trợ, đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Thánh trao tặng. Xin chúc mừng 3 thí sinh. Và riêng anh Hoàng là người chiến thắng ở vòng thi này sẽ có mặt ở vòng tiếp theo của chương trình. Xin chúc mừng anh. Quý vị khán giả thân mến, chắc hẳn quý vị đang thắc mắc và không biết Quốc Bình mua nhiều dầu thế này để làm gì, đúng không nào? Đây không phải là Quốc Bình mua đâu, mà đây là dầu Tường An để dành tặng cho quý vị khán giả nào chiến thắng trong câu hỏi của tuần này đấy. Dầu Tường An rất tốt cho sức khỏe đấy. Và để đạt được những giải thưởng này vô cùng đơn giản thôi, hãy gọi về cho chúng tôi để trả lời câu hỏi của chương trình, và quý vị sẽ có cơ hội sở hữu giải thưởng là 2 triệu đồng tiền mặt cộng với một thùng dầu Tường An. Và tôi sẽ đưa ra câu hỏi để quý vị có thể dễ dàng tham gia. Câu hỏi số 1 đó là: theo bạn, món bánh nào sau đây được coi là đặc sản của Tiền Giang? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là bánh cống, đáp án số 2 là bánh giá, và đáp án số 3 là bánh pía. Các bạn chọn đáp án nào? Nhiên còn câu thứ 2, có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 các bạn nhé. Và một thông tin nữa tôi muốn gửi tới tất cả mọi người, đó là nếu như các bạn muốn trở thành thí sinh của chương trình Siêu Thị May Mắn thì ngay ngày mai hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 823-5962 hoặc địa chỉ 5B Nguyễn Đình Chiểu, công ty Cát Thiên Sa để nhận đơn đăng ký trở thành thí sinh của chương trình Siêu Thị May Mắn. Nào, nhanh lên, hãy cùng đến với chương trình Siêu Thị May Mắn. Cùng với người chiến thắng của vòng 2, chúng ta sẽ tìm ra 2 thí sinh mới để bước vào vòng 3 của chương trình. Đó là những thí sinh đã có sản phẩm ở đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm kem sán đất chanh Embo của thực phẩm Thiên Thánh. Thí sinh thứ 2 sẽ tham gia ở phần thi này. Thí sinh có sản phẩm Bitrico. Như vậy là còn 3 thí sinh chưa tham gia một trò chơi nào. Các bạn chưa chọn vẹn may mắn để trở thành các thí sinh của Siêu Thị May Mắn. Đó là các thí sinh đã có sản phẩm của thực phẩm chay Âu Lạc, Yominox Kim Hằng và mỹ phẩm L'Hôpital Paris. 3 thí sinh chưa được tham gia trò chơi, nhưng các bạn cũng sẽ nhận được những phần quà của ban tổ chức. Chúng ta cùng nhau đến với vòng 3 của chương trình có tên gọi Ai Tinh Mắt Thế. Anh Hoàng đã là người chiến thắng ở vòng 2 và tiếp tục có mặt ở vòng 3. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với 2 thí sinh mới của vòng thi này. Xin mời bạn. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Thị Thơ, đang kinh doanh dịch vụ Internet. Đến với chương trình Siêu Thị May Mắn hôm nay tôi rất vui và mong quý vị khán giả cổ vũ cho tôi và 2 người bạn cùng chơi với tôi. Bây giờ thì chúng ta cùng gặp gỡ với người thứ hai. Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Đỗ Thị Thúy, hiện là giáo viên mầm non quận Gò Vấp. Tôi rất vui hôm nay được tham gia chương trình Siêu Thị May Mắn. Rất mong quý vị khán giả ủng hộ cho tôi và 2 người chơi của tôi. Bây giờ thì xin mời 3 thí sinh chúng ta cùng gặp gỡ với những nhân viên thật trẻ trung và năng động của Siêu Thị May Mắn. Họ đang chuẩn bị cho công việc của mình và chúng ta hãy xem họ đang có những sản phẩm gì để chuẩn bị bày bán lên trên kệ siêu thị. Chúng ta hãy nhớ và sau đó sẽ bước vào siêu thị để lựa chọn đúng những sản phẩm này. Có 10 sản phẩm, mỗi sản phẩm đúng chúng ta sẽ có 100 điểm. Nếu lựa chọn sai chúng ta bị trừ mất 50 điểm. Chính vì vậy hãy theo dõi và nhớ thật kỹ nhé.
Bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với những nhân viên của chúng tôi. May mắn mang về những niềm vui. Kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ngoài thành phần chính là hải sản, còn có gói nước dùng được tinh chế từ nước luộc hải sản. Bộ nội du lịch Kim Hằng, hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 10 năm liền, được làm bằng inox, kiểu dáng thanh lịch, gọn nhẹ, dễ xếp vào hành lý. Emco, kem xóa vết nhăn và thâm quầng mí mắt, bào chế bằng tinh chất từ sữa và những tinh chất tích từ dược thảo. Kem nhĩa với những mẫu mã mới được làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Mì cốc ngon ngon, sản phẩm có vi phong với sợi mì dai, hương vị thơm ngon, đậm đà và có nhiều hương vị để bạn lựa chọn. Sơn móng tay Cẩm Tú Darling, bào chế theo tiêu chuẩn châu Âu, cho sản phẩm bóng bền mau khô, mẫu mã đa dạng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Mật ong Việt Honey là sản phẩm uy tín tại Việt Nam, đảm bảo 100% nguyên chất, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Há cạo tóc V là sản phẩm cao cấp của công ty Upgrade Sài Gòn, được làm theo công thức của đầu bếp nhà hàng 5 sao, nhân tôm tươi, vỏ bột mịn, mềm, không sử dụng phụ gia có hại cho sức khỏe. Trang điểm và ảnh viện Phượng Cát giúp các bạn trẻ đẹp và năng động hơn. Thực phẩm khô ăn liền, thực phẩm đóng hộp truyền ký, được sản xuất theo dây chuyền hiện đại, an toàn thực phẩm, đạt chứng chỉ ISO 9001-2000, 11 năm liền là hàng Việt Nam chất lượng cao. Mang về những niềm vui. Xin cảm ơn các bạn nhân viên thật trẻ trung và năng động của siêu thị may mắn. Các bạn đã thấy những nhân viên của siêu thị may mắn đã giới thiệu hàng hóa trưng bày trong siêu thị đúng không nào? Bây giờ thì nhiệm vụ của các bạn là trong vòng 2 phút hãy tìm cho đúng 10 sản phẩm vừa được giới thiệu. Thời gian 1, 2, 3, bắt đầu! Quá chúng ta hãy cho vào xe đẩy. Hãy lựa chọn thật chính xác những sản phẩm chúng ta vừa được giới thiệu. Thời gian đã hết. Chúng ta cùng nhau kiểm tra xem những hàng hóa mà các thí sinh đã lấy có chính xác hay không. Sản phẩm đầu tiên là lẩu đầu cá hồi của Fisco. Ba thí sinh đã có. Sản phẩm tiếp theo là sản phẩm của công ty nhôm inox Kim Hằng. Ba thí sinh đã có sản phẩm của nhôm inox Kim Hằng. Sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm của kem nghĩa. Chỉ có hai thí sinh chọn lựa đúng. Sản phẩm tiếp theo là mì cốc ngon ngon, sản phẩm của Vi Phong. Hai thí sinh có sự lựa chọn đúng. Thứ sáu là sản phẩm sơn móng tay Cẩm Tú Darling. Không có thí sinh nào tìm đúng. Tiếp theo là sản phẩm quế viên mật ong, sản phẩm của mật ong Việt Honey. Có một thí sinh tìm được sản phẩm của mật ong Việt Honey. Sản phẩm thứ 8 là há cảo tốt vi của Arex Sài Gòn. Không có thí sinh nào tìm đúng sản phẩm này. Sản phẩm thứ 9 là trang điểm và ảnh viện Vượng Cát. Cả ba thí sinh đã lựa chọn đúng.
Và sản phẩm thứ 10 là thực phẩm tiền ký. Hai thí sinh có sự lựa chọn chính xác. Ba sản phẩm Emco, kem xóa vết nhăn và thâm quầng mắt. Và ba thí sinh chúng ta đều có sản phẩm này. Xin chúc mừng ba thí sinh. Bạn Thơ, tôi còn thấy hai sản phẩm, xin mời bạn đưa hai sản phẩm lên ạ. Một sản phẩm của tiền ký, sản phẩm này là bạn lấy dư. Còn một sản phẩm của Sugar New York, như vậy là bạn đã lấy nhầm một sản phẩm. Bạn lấy nhầm một sản phẩm rồi. Sau vòng thi này, các thí sinh đã có được kết quả và giải thưởng như sau. Chị Thúy đã tìm được đúng 7 sản phẩm và tổng giải thưởng dành cho chị Thúy tương ứng với 1.200.000 đồng. Bạn Thơ tìm đúng 5 sản phẩm nhưng lại lấy sai mất 1 sản phẩm. Chính vì vậy, giải thưởng dành cho bạn Thơ là 950.000 đồng. Và anh Hoàng đã tìm được đúng 7 sản phẩm. Tổng giải thưởng dành cho anh Hoàng là 1.200.000 đồng. Ngoài ra, ba thí sinh còn nhận được phần quà của đơn vị tài trợ, đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Yên Khánh. Anh Hoàng và chị Thúy có số điểm bằng nhau, chính vì vậy phải cùng đến với câu hỏi phụ để xác định xem ai sẽ là người vào vòng đặc biệt của chương trình. Anh Hoàng và chị Thúy đang có số điểm bằng nhau, chính vì vậy sẽ phải phân thắng bại bằng một câu hỏi phụ. Và tôi đưa ra câu hỏi phụ sau khi tôi nói chưa hết, chúng ta mới bấm chuông để giành quyền trả lời. Ở thành phố Hồ Chí Minh có một ngôi chợ rất đặc biệt, ngôi chợ chuyên bán các mặt hàng điện tử. Theo anh chị, tên ngôi chợ đó là gì? Hết. Xin chúc mừng chị Thúy đã bấm chuông đúng và bây giờ xin mời chị trả lời. Xin trả lời đó là chợ Nhật Tảo. Chợ gì ạ? Chợ Nhật Tảo. Chị có biết chợ này nằm ở đâu không ạ? Chợ này ở, em nhớ không làm thì nó ở giáp tranh với quận 10 với lại... Tại vì em cũng không rành lắm, em cũng có chợ đi qua đó. Chợ Nhật Tảo nằm ngay ở con đường Nhật Tảo, chuyên bán các mặt hàng điện tử. Và như vậy là chị đã có câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng chị đã trở thành thí sinh để bước vào vòng đặc biệt của chương trình Chương trình May Mắn. Quý vị khán giả thân mến, phần thưởng của trò chơi siêu thị may mắn thật hấp dẫn đúng không nào? 2 triệu đồng tiền mặt cộng với một thùng dầu tường an rất tốt cho tim mạch. Phần thưởng này sẽ thuộc về quý vị khán giả nào gọi về sớm và có câu trả lời chính xác nhất. Và tôi sẽ một lần nữa đưa ra câu hỏi để quý vị có thể dễ dàng tham gia trả lời. Câu hỏi số 1 đó là: theo bạn, món bánh nào sau đây được coi là đặc sản của Tiền Giang? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 đó là bánh cống, đáp án số 2 là bánh giá và đáp án số 3 là bánh pía. Và dĩ nhiên còn câu thứ 2 đó là có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn. Vô cùng đơn giản, hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài hoặc nhắn tin vào số 8313 để trả lời câu hỏi của chương trình. Và người chiến thắng sẽ có cơ hội để tăng giải thưởng từ 2 triệu đồng lên 5 triệu đồng khi có mặt cùng tôi để quay trong phần trò chơi dành cho khán giả. Chính vì vậy, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội của mình nhé. Tôi xin nhắc lại, phần này chỉ dành cho những quý vị khán giả nào có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để tham gia quay hình mà thôi. Chính vì vậy, người chiến thắng sẽ được chúng tôi liên lạc vào buổi sáng ngày thứ tư hàng tuần. Quý vị đừng bỏ lỡ bất kỳ một cuộc gọi nào trong buổi sáng thứ tư từ 9 giờ tới 10 giờ nhé. Bởi vì rất có thể những người trong danh sách ở vị trí kế tiếp. Và thêm một thông báo đặc biệt tôi xin nhắc lại với quý vị, đó là nếu như quý vị muốn trở thành thí sinh của chương trình Siêu Thị May Mắn, ngay ngày mai hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 5B Nguyễn Đình Chiểu, công ty Cát Tiên Sa để nhận đơn đăng ký và chúng ta sẽ trở thành thí sinh của chương trình Siêu Thị May Mắn. Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình. Nào, bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến Siêu Thị May Mắn mang về những niềm vui. Chúng ta cùng nhau đến với vòng đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn và cùng chào đón thí sinh của vòng này, đó chính là chị Thúy. Hãy bước tới phía trước để giữ lấy những khoảnh khắc quý giá. Vận may cho bạn hay vận may cho tôi, còn gì bằng tay trong tay, vai kề vai mình cùng đi siêu thị may mắn hôm nay. Siêu thị may mắn, toàn là những niềm vui, toàn là những điều hay. Oh yeah. Siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn.
Siêu thị, siêu thị may mắn. Ôi thật là hồi hộp, chỉ có tôi mới hiểu tim tôi lúc này. Sự chọn lựa không đơn giản chút nào. Tôi mong điều may mắn đến với mình, đến với mọi người, đến với mọi nhà. Chính điều đó đã khiến tôi luôn tìm đến đây. Siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn. Chị Thúy thân mến, lúc này trên sân khấu của chúng tôi có 6 ô cửa, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Trong 6 ô cửa này có các số điểm như sau: 1 ô 300, 500, 2000, 3000, 1 ô đặc biệt là ô 20.000 điểm và 1 ô bất ngờ là ô có 3 số 0. Chị dùng số điểm của mình đặt vào trong các ô cửa này. Nếu như mở cửa ra, số điểm trong ô cửa thấp hơn số điểm chị đang có, điểm của chị sẽ được nhân lên gấp đôi. Nhưng nếu cao hơn số điểm chị đang có thì điểm của chị sẽ bị chia đôi. Và chị làm sao đó để tăng số điểm của mình lên cho tới được đến 5.000 điểm. Thì khi đặt vào cửa đặc biệt, mở ra, giải thưởng đặc biệt sẽ dành cho chị. Giải thưởng đặc biệt của ngày hôm nay đó là một bộ massage và thẩm mỹ trị giá 20 triệu đồng. Và chị cũng có thể là ngừng cuộc chơi ở bất kỳ lúc nào để bảo toàn số điểm của mình trước khi mà mở vào ô cửa 3 số 0. Quyền quyết định thuộc về chị. Và chị đang có 1.200. Chị có quyền sử dụng từ 1.000 tới 1.200 để đặt vào các ô cửa này. Bây giờ chị quyết định là dùng bao nhiêu điểm để đặt cửa? Dùng 1.000 điểm. Chị dùng 1.000 điểm để đặt vào ô cửa đúng không? Dạ. Bây giờ ô cửa đầu tiên chị đặt đó là ô cửa nào? Để em hỏi ý kiến khán giả. Vâng, xin mời chị hãy hỏi ý kiến khán giả. Khán giả ơi, cho mình ý kiến nè. Em chọn ô cửa số 3. Chị chọn ô cửa số 3? Dạ. Theo tư vấn của khán giả, cửa số 3 đó là bánh sô-cô-la kem marshmallow panda pie được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như calcium và DHA, sản phẩm cao cấp của công ty bánh kẹo Phạm Nguyên. Số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu đây? Chúng ta cùng xem nhé. Số điểm là 500 điểm. Xin chúc mừng chị. Như vậy lúc này chị đã có 2.000 điểm. Và hãy tiếp tục tìm ô cửa nào thấp hơn 2.000 để tăng số điểm của mình. Em khán giả ơi, cho ý kiến như vậy. Ô cửa số 3 đầu tiên bây giờ là khán giả nói số 5. Em chọn ô cửa số 5. Chị cũng theo ý khán giả trong ô cửa số 5. Ô cửa số 5 đó là kềm nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Và bên cạnh đó còn có thời trang thương hiệu TCM của dệt may thành công, dành cho người năng động và bản lĩnh, được thiết kế trên chất liệu thun 100% sợi cốt tông tự nhiên, mềm mại, tạo cảm giác dễ chịu, tự tin. Sản phẩm 11 năm liền đặt hàng Việt Nam, chất lượng cao. Số điểm của ô cửa này là 3.000 điểm. Như vậy là chị lại trở về gạch xuất phát 1.000 điểm. Nhưng vẫn còn những ô cửa thấp hơn điểm 1.000. Chị hãy cố gắng tìm ra thật đúng và nâng số điểm của mình lên. Chị chọn ô cửa số mấy? Có cần tư vấn nữa hay không? Dạ có. Vẫn cần tư vấn của khán giả. Ô cửa số mấy khán giả ơi? Em chọn ô cửa số 7. Chị chọn ô cửa số 7. Không biết là các em bé tư vấn có đúng không nhỉ? Ô cửa số 7 là nệm cao su thông hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức. Độ nén đệm đàn hồi cao, thông thoáng, mát mẻ khi sử dụng. Số điểm trong ô cửa này là... thấy 2 số 0 rồi. Số mấy đây? Tiếp theo, đầu tiên là rỗ. Thêm một số 0 nữa. Như vậy là lại bị chia đôi số điểm rồi và cuộc chơi đã ngưng lại. Chị sẽ phải ra về với số điểm của vòng thi này chỉ còn 500 cộng với 200 mà lúc nãy chị để dành thì còn là 700. Bây giờ chúng ta hãy thử khám phá xem những ô cửa còn lại sẽ là những sản phẩm gì và số điểm bao nhiêu nhé. Hãy mở cho tôi ô cửa số 1 nào. Cửa số 1 là trà bí đao Anuta, được chiết xuất từ trái bí đao, cung cấp vitamin và các chất bổ dưỡng cho cơ thể.
sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000 do công ty Tân Quang Minh sản xuất. Và số điểm trong ô cửa này là 300 điểm. Đúng ra chỉ phải chọn ô cửa này theo tư vấn của khán giả. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem đến ô cửa thứ 8 xem có sản phẩm gì và bao nhiêu điểm đây. Cửa số 8 là sản phẩm của siêu thị nội thất Phố Sinh. Bàn và ghế làm việc nguyên liệu gỗ veneer, kiểu dáng đơn giản, gọn, đẹp, thích hợp cho nhân viên văn phòng hoặc phòng làm việc cá nhân trong nhà bạn. Ô cửa này có số điểm là 2.000 điểm. Và bây giờ ô cửa cuối cùng là ô cửa số 9. Ô cửa số 9 là một chiếc xe của Suzuki Việt Nam. Giải thưởng có thể là một chiếc xe Hayate, xe tay ga hoàn toàn mới dành cho nam giới của Việt Nam Suzuki với 4 màu ấn tượng đỏ đen, bạc đen, xanh đen và đen với tính năng vượt trội, động cơ 125 phân khối, tiết kiệm chi phí với mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Hai loại xe vành đúc và vành nan hoa dành cho người thích khám phá thử thách và thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình. Và chúng ta hãy xem thử xem số điểm của ô cửa này. Số điểm của ô cửa này là 20.000 điểm. Đây chính là ô cửa đặc biệt. Nếu như có 5.000 điểm đặt vào ô này, mở ra chị sẽ trúng thưởng là một bộ massage và thẩm mỹ. Sau vòng thi này thì chị Thúy đã nhận được số tiền thưởng tương ứng với 700.000 đồng. Và bên cạnh đó còn một phần quà của nhà tài trợ, đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Tiên Khánh. Chị Thúy đã có thật nhiều niềm vui trong buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị khán giả cũng vậy, đã có thật nhiều niềm vui khi theo dõi chương trình Siêu Thị May Mắn. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Emco kem xóa nếp nhăn của công ty dược phẩm Tiên Khánh đã tài trợ cho chương trình. Và chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự tham gia của thật nhiều các đơn vị nhãn hàng Việt Nam. Hãy tham gia chương trình góp phần tôn vinh hàng Việt. Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 823-5962, công ty Cát Tiên Sa, 5B Nguyễn Đình Chiểu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Siêu thị may mắn, yeah. Siêu thị may mắn. Siêu thị may mắn, yeah. Siêu thị may mắn.